bây giờ chỉ còn một cách tốt nhất là bà hai rời khỏi nơi đây. Không được làm ăn sinh sống ở nơi này kể từ ngày hôm nay. Chức đường qua lại với bà tôi, bà thu xếp dọn nhà đi thật xa, không được do dự chần chờ. Nếu bà trì hoãn cố tình thì đừng có trách tôi dằn thứ tha. Còn như bà nghèo khổ cô đơn mà cô đi hoang hận thì tôi cho bà một số tiền. Bà làm lộ phí dời chân, bước đầu khó khăn, tôi sẽ giúp bà làm ăn lương thiện đàng hoàng. Đừng trở lại chuyện ông bước qua đường như trước giờ ở đây. Bà hãy nhớ lời của tôi, lấy là số bạc 500 đồng, tôi sẽ giúp cho bà. Bà dọn đi cho khuất mắt, nếu bà còn từ chối để tìm cách dối quanh, tôi hẹn cho bà một tuần thôi thì bà sẽ biết tay tôi. Ba ơi, con có còn là con của ba nữa không ba? Nghe ba kể qua câu chuyện cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con bàng hoàng như người vừa tình mong. Trời ơi, cái người mà tôi đã nhận tâm rẻ thính xua đuôi lại là mẹ ruột của tôi. Ngồn ngang bao nỗi xót đau vô hạn, bởi con đã được dưỡng nuôi trong giàu sang nhung găm, mà con không hiểu được nỗi buồn đau của mẹ con đã cưu mang rồi sanh con ra trong cảnh cơ hàng. Bao nhiêu tuổi nhục đắng cay quằn nặng đôi vai của người mẹ hiền qua. Cuộc đời của mẹ con là chuỗi ngày dài đến tôi mỗi ngày qua được tiếng nói bằng núi sầu thương. Thiếu và tình đối ngã nhân dương, mẹ con đã còn vẹn. Vậy mà nỗi đau kia con nào đâu có rõ, rồi kết án rẻ hình thể bạc nặng lờ. Ba ơi, con xin ba hãy tha thứ lỗi cho con, một đứa con ngu dại vội vàng làm cho mẹ con đi thêm buồn thêm tuổi. Ma ơi, ma giận là má của con với tất cả lòng kính trọng. Ma đã nuôi dưỡng con bằng tình người mẹ, chăm sóc chắc nhiều từng bước con đi. Con đã được bao bọc chở kia bằng tâm lòng ngân hậu nghĩa và tình như biển cả thâm sâu. Trong trái tim con giờ có hai người mẹ, trong xanh có dưỡng xanh dưỡng đau đồng. Ba ơi, những điều chắc ẩn con được cảm thông về con, xin ba hãy an tâm mà tình dưỡng tinh thần. Rồi con xin phép ba đây cho con đi tìm mẹ, để chúng con lo về mà phụng dưỡng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Có lẽ
Lê Tứ xin phép chia tay bà con trước để về gặp Phú Đô tập tuồng nữa. Cho nên một lần nữa Lê Tứ sẽ cùng với Hà Như trước khi tạm biệt bà con sẽ gửi đến một lớp vọng cổ nữa được trích đoạn trong ca cảnh cải lương được mang tên Thiếu Phụ Nam Xưa. Hey, 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 đâu? Sao lại như vậy? Tại sao nàng phản bội ta? Tại sao? Trường Lăng ơi, chàng nói gì thế không hiểu? Chuyện gì đã xảy ra? Im đi! Giang ra! Nàng hãy nghe ta hỏi đây! Trường Lăng! Trường Lăng ơi! 3 năm trường lợi chiến địa sông pha không lúc nào ta quên vui lòng nhớ con thương vợ nào có ngờ đâu. Vì không chịu nổi gió đông xe lạnh nàng đã cùng ai âm thầm sẽ gối chia chăn mà dòng phụ ân tình. Không, Trường Lăng! Nếu không lời trẻ ngây thơ ta vẫn còn tấm lòng chung thủy. Lời tục nói không sai quá là khó lừa ngân tâm độc thù. Đầu óc sân tử bao giờ ta cứ ngỡ rằng bền và kiên tinh. Không, Trường Lăng ơi, xin chàng hãy nghe tiếp nói. Im đi! Đừng nói nữa. Đã đi hối nhà về nhà hối trẻ. Lời tục xưa nay đã nói không sai. Trời ơi, qua quốc tâm lòng nề nhưng có chân xoay. Lời con đẹp vô tình để quán dục cho mong thân. Nhốt à! Lời con đẹp điều lo sẵn những lời để biện minh. Ôi trời nắng đất dài con làm sao bài tỏ ước quan. Xin và mai chờ tới đêm sẽ tỏ đường nắng đêm luôn được mơ. Hai đi đi chung khuất mắt ta một người vợ một mặt hai lòng. Ta dần ra vô đi vô vực mặt ta đi đi Trường Lăng thêm đi đây xin dân biết hiền thế hiền thế hiền thế ơi khi ngọn anh thắp lên vừa nhìn bóng cha con chập chờn hiện lên trên vách ta chợt hiểu ra chàng giang phu lại là chiếc bóng in trên vách lá mà nàng chỉ bóng dỗ con khi trẻ đòi cha than khóc giữa đêm trường. Ghen giận đã làm hồn ta tâm tối không chịu xét suy gây ra ly biệt đoạn. Hồi hay sương đang lòng tỏ mịt mù rung gây đớn đau nghe buồn ta khóc. Kiến dần nhỏ nhén giết người đã hiền kinh liệt hiền thế ơi ta muốn chớ theo nàng. Ông ơi mẹ cứ đâu con biết đâu bắt ngờ đâu mà mẹ ơi mẹ thôi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn con thờ mà tan tâm can, đồ xanh giờ ai dân khắc tan, hơn nghĩa ngu muội tham sầu đeo mang. Trường Lan ơi, thôi đã lỡ đến mọi nghĩa quán chỉ dành cho thiếp một mình gánh chịu. Đưa con thơ xin chàng đừng phú bỏ, đó là chút máu xương của thiếp và cũng là lửa nói dòng tông tàu hòa chương. Nàng ơi, tôi bắn sóng lòng vừa hận lại vừa thương, lòng kẻ thương buông sao ghen hờn nhỏ mòn. Thôi chàng đã hiểu tình quân, hãy nuôi con còn ít đã thỏa nguyện, giống linh bà siêu thoát lương hồn. Nhiều thế ơi, ta lăng nhục nàng, ta sẽ níu dạng chữ sắc son tại bên bờ sông này. Ta sẽ dựng nên ngôi miếu nhỏ để ngày ngày dắt con ra thắp nén hương tưởng niệm thế nhân ơi, qua tình này kiên cố hãy chung soi. Bây giờ thì để đáp lại tấm thư tình của bà con cô bác và các anh chị, Lê Tứ sẽ cùng với Hà Như kính gửi đến tất cả quý vị một lớp vọng cổ được trích đoạn trong ca cảnh cải lương của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, được mang tên Nico và Kiếm Sĩ. Biết ai lần sao không nghe hồi chiến tranh, mà chú chùa nào đồng giống tiếng ngân nga. Đây là đâu, tại sao đôi mắt của ta lại u tối một màu để ăn đàn? Nô vật xin người hãy làm lấy tình vương. Là kìa, ta vừa nghe được tiếng của người quen. Ai đó? Tôi là một ni cô. Người là một ni cô? Người có thể nào cho tôi biết qua danh tánh? Thưa ngài, pháp danh của tôi là Diệu Hành. Không không, tôi không hỏi pháp danh của một kẻ tu hành. Sớm chiều kể kinh, nhưng tôi muốn tỏ tường rõ ràng danh tánh. Ai mới thốt ra tiếng ngọt ngào như từ ngày xa xưa? Người là ai? Người là phải. Bây giờ suy tóc ở đâu rồi? Hãy trả lại cho tôi, hãy trả lại cho tôi. Ông ơi, suy tóc năm xưa tôi đã chôn sâu trong lòng đất lành, cũng như sau khi giả từ dĩ dạng, tôi đã chôn lấp đời tôi theo mùa sớm mà thank you.
con thương phải đón nhận thương đau. Bạn ông kể rằng vì mãi ôm mắt đau xanh, ngoài quan tái ông dần mơ về nơi hò hẹn. Thấy ông thì chung mà hồ mãi chết tim đã lỡ, còn đâu đành tốt hơn riêng mình. Trời ơi, tại sao người ta lại che kín mặt tôi? Tại sao người ta lại che kín mặt tôi, không cho tôi thấy nhung nhan ngày cô? Có phải phường của tôi đang nghẹn ngào nức nở và đang rơi những giọt sầu trên đôi má của tôi chăng? Anh Lê Dũng, tôi là Kim Phượng, cô thôn nữ Lý Gia Trang Bùi Trương. Trời ơi là Kim Phượng. Giây phút đau phùng chỉ nhắn người bấy nhiêu thôi, và bây giờ đã đến giờ lý biệt. Chúc chàng máu bình phục để trở về với bốn bóng người trai. Còn tôi sẽ đem cuộc đời trong máu ba hài gái. Xin ai đó chớ nặng tình còn đớn đau gấp trăm ngàn lần ly biệt tôi, thì mình chia tay lần này là lần chót em ở lại thiền môn, còn tôi vẫn nặng chiếc phiêu bồng. Tôi chẳng còn ước còn mơ một buổi tao phùng, rồi tóc mây em đã dồi trong dưới ba tấc đất là đứt đoạn tình rồi. Tôi nuối tiếc gì đây, non nước này mình còn gặp nhau chẳng là chung góp một tình thương đồng loài. Người cầu nguyện cho dân an quốc thái, còn tôi đem kiếm cùng gìn giữ sang hà. Hồi chuông nổ nghe buồn nhân thế trong chiến cuồng dòng chọn lâu rồi, hai nẻo đường đời thôi dính điện từ đây. Còn bây giờ thì Lê Tứ sẽ gửi đến tất cả bà con cô bác và các anh chị với một lớp vọng cổ được trích đoạn trong vở cải lương rất nổi tiếng của tác giả Yên Lan. Trích đoạn được mang tên Kỷ niệm thời con gái. Đã xa tôi quên hết lời thề ngày xa xưa, quên đường xưa lối qua ngập lòng, quên thời gian bước đi bồi hồi, hai ta thề chung lối. Ôi kỷ niệm ngày mình quen nhau, nay chỉ còn lại niềm đau. Sao tình yêu hóa ra hận sầu, sao riêng em hóa ra nghẹn ngào. Ôi cuộc đời thừa chiêm bao. Sao tình yêu hóa ra hận sầu, sao riêng em hóa ra nghẹn ngào. Ôi cuộc đời thừa chiêm. Rồi đêm nhớ đêm thương qua từng giấc mong canh.
người yêu mà sợ đô thành đầy cám dỗ xa quá. Người ta nói khi mối tình đầu dang dở thì người đàn bà chịu đau khổ nhiều hơn, nhưng đối với tôi khi yêu thì đã là đau khổ, ai nỡ đành tâm dang dở. Đã tàn phải theo dị dàng tôi và bà kỷ niệm đã mô xa. Lời nào người nói khi đôi xa vời, lời nào người nói khi tình ta chia hai nơi. Mong tình đôi ta nay đành dễ tay nhau, đừng nói gì nữa cho lòng tôi. Thôi đừng nói gì thêm khi tình yêu tan vỡ, đừng nói gì thêm buồn lắm người ơi. Tôi biết thân tôi rồi, tại chỗ tôi nghèo nên người đành phụ tôi. Thôi nói nữa mà chỉ cho đau lòng người ơi. Giữa cô với tôi không cùng chung chí hướng thì làm sao mình chung lối. Tôi kể như mình không bằng biểu với nhau, thà chia tay mỗi người đi một ngà. Chắc có lẽ rồi tôi không về quá hương ấy nữa, khi kỷ niệm ban đầu người ta đã cố tình quên. Xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay và những cành quá hết sức thân thương.
dành cho Hà Như. Dạ xin cảm ơn rất nhiều.